Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì quý vị đang theo dõi kênh Thích Âm Thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Ngay phía dưới màn hình quý vị có một nút đăng ký. Thì quý vị nào chưa đăng ký thì vui lòng ấn vào đó và ấn hình cái chuông. Thì quý vị sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái video mới nhất của cửa hàng đăng tải lên. Thì hôm nay cửa hàng em vừa về một con âm ly, có thể nói là thì theo anh em ta nói một câu là gì, là quyền con nhà bà Thọ ha, là huyền thoại ha, California RO 468B, một mẫu âm ly làm mưa làm gió trên thị trường vào những năm 2000 2000 mấy nha quý vị. Con này là đời 1997 nha quý vị, 1997 cực hiếm, đến thời điểm hiện tại mà nó được còn được như vậy nha quý vị, rất đẹp. California RO 468B. Sẽ quay tổng thể xung quanh cho quý vị xem nha. Phía sau của nó đây. 500W. Xài USB, điện 220V nha. Các cầu của nó ha, nhìn vào là biết rồi ha. Đây, những cái cọc loa nhấp chuối nha. Thì trên dây nguồn nó có đóng năm sản xuất luôn nha quý vị. Đây ha. Chỗ này nó khó thấy. Đây, 1997 ha. Xịn sò nha quý vị. 1997 ha. Xịn sò. Nó đóng như là theo suốt cọng dây luôn á quý vị. Đầy đủ theo suốt cọng dây luôn nè. 1997 nha quý vị. Rồi, bây giờ em sẽ giở nắp cho quý vị chiêm ngưỡng nội thất bên trong. Thì đây là nội thất của con California. Thì nó chạy hai tụ nguồn 10.000 mAh, 10.000 sẽ bao gồm 10.000. Đây ha, BA203 ha, tầng vô V05 nha, ha, đặc trưng của nó. Chạy 4 con phét, quý vị, 4 phét nha. Trên mặt nó có đóng cái chữ gì nào quý vị, chữ gì nào anh em hay nói gì, SN gì đó nè ha, trên bo ha, đóng SN hết nha, ha. SN ha, đó, cao cấp, các bạn thấy đóng chữ SN đó, xịn sò nha, BA0203 hết, ha, đóng chữ SN này, SN này. Đó. Này SN này ha, nó đóng ở trong cái bo này, đóng trong đây quý vị. Nguồn ha, này, cái dấu mối này mối zin chứ không phải là dây khác đưa qua nha, mối zin của nó luôn, đóng SN hết nha quý vị. Đóng tùm lum cháu nha nha. Nói chung là xịn sò nha quý vị. Cực kỳ xịn sò. Chất âm dòng này thì quý vị nó đã được khẳng định từ lâu rồi nha quý vị. Những anh em nào mà đam mê sưu tầm hay là những gì đó thì rất thích những con này nha. Vì cái con này vừa karaoke vừa nghe nhạc rất là hay quý vị. Con này nghe nhạc rất là hay luôn, đặc biệt đánh vào những đôi loa bot bot 301 hay gì đó ha, đánh vào rất là hay, và đặc biệt em nói karaoke tuyệt vời luôn. Mà cái điều nữa là tiên quyết nữa là rất là dễ chỉnh nha quý vị, rất là dễ chỉnh luôn, hầu như ai cũng có thể chỉnh được ha, nhìn lại ra cho ra cái chất âm rất là tuyệt vời đó.
bởi lẽ vậy con này nó được dân chơi audio, những anh em mà sưu tầm á, săn lùng ha, xin cá. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Giá con âm ly này là bên em bán ra với giá 12 triệu đồng nha quý vị. 12 triệu đồng, ship toàn quốc, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.